Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cây lưỡi hổ nhà mình trồng bán nha mọi người. Rồi mọi người cùng theo chân mình nha. Xin chào mọi người nha. Nhà mình có bán cây lưỡi hổ nha mọi người. Giống như cái cây này nè. Từ mặt đất lên cho tới đỉnh cây là 1m7 nha mọi người, 1m6 tới 1m7, cây cao thì 1m7, cây thấp thấp thì 1m6. Còn cái chậu này, cái bề tròn của nó là cỡ bằng cái thùng bê nha mọi người. Chiều cao của chậu từ dưới đất lên là 4 tấc nha. Bề hoành, bề tròn thì bằng cái thùng bê nha. Đó. Chậu bằng mũ nha mọi người. 400. Một chậu 400 nha mọi người. Ai mua một cặp thì mình tính 700. À, nhà mình có trồng để bán nha mọi người, rất nhiều nha, rất nhiều. Mình có để số điện thoại dưới video nha, có gì mọi người thì điện thoại liên hệ nha. Đó. Rồi có chậu nhỏ luôn nha mọi người. Riêng chậu này thì 500 nha, cao 1m8. Chậu này bự nhất cao 1m8 nha, trong chậu bằng bằng sành luôn nha. Đó. Chậu này 500. Rồi chậu nhỏ này 200 nha mọi người. Chiều cao của chậu khoảng chừng 3 tấc. Nguyên vàng chậu nhỏ này là 200 nha mọi người. 200. Rồi chậu nhỏ này cũng 200 nha mọi người. Chậu nhỏ trên chiếc xe này nha. 200. Cũng không nhỏ gì mấy đâu. Cao cũng cỡ 8 tấc. Từ mặt đất lên tới ngọn. Cao cũng cỡ 9 tấc, 8 9 tấc. Nhà mình đặc biệt có một cây lưỡi hổ hơi độc lạ nha mọi người. Chậu này ai mua mình sẽ bán 500. Độc lạ ở chỗ là nó mọc cái cây con lên từ trên cái dồi này nha mọi người. Đó. Chậu này mình trồng gần 1 năm rồi nha. Lúc mình trồng thì mình nghĩ là không có, mình nghĩ là nó không có mọc được ở đây đâu. Tự nhiên nó lú chồi lên, mình trồng tới giờ giờ nó cao gì nè nha mọi người. Độc lạ nha, ai mua mình để lại 500 nha. Đây, chậu nhỏ này cũng 200 nha. Đó. Rồi có để số điện thoại ở dưới, có gì mọi người điện liên hệ nha. Video đến đây xin kết thúc. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Xin tạm biệt. Xin tạm biệt.